Lại là một ngày ăn quá nhiều món đếm không nổi luôn. Mà phải nói tới cái mâm cơm sáng nay quá là xuất sắc. Các bạn biết đây là cái hũ gì không? Đây là của hồi môn chị đẹp để lại cho mình đó. Mắm ruốc xào thịt thơm nhất cái nách. Nó bắt lên bếp mà nó thơm nguyên cái nhà luôn. Mà phải công nhận cái mùi mắm ruốc xào thịt này nó quyến rũ kiểu gì á. Nói ăn bắt cơm dễ sợ hết cái nồi cơm lúc nào không hay. Sáng sương sương cái nồi cơm, chiều thì mình đi ăn cái món Thái. Nhớ hồi đó mình đâu có biết ăn ba cái món Thái, món Lào gì đâu. Nhưng mà ăn thử ăn được một cái là ghiền luôn. Mà khoái nhất là cái món cá trê chiên xù. Tại vì cái nước chấm quá là đậm đà. Vớt được miếng cá bự mà cái miệng bị mẻ ăn rớt hết trơn. Rồi thì cũng ăn món này món kia tùm lum món mà có bao giờ nhớ được cái tên món đâu. Chắc không phải là có mình đâu ha. Mà nhớ được món mì tôm dùm mình đang ăn tại vì nó ngon. Mà đi ăn cũng nhiều quán cứ nghe nước lẩu tôm dùm thì không biết tôm dùm có nghĩa là gì ha. Mà ăn vẫn chưa đã cái nư nên quyết định đẩy thêm cơm ché thơ. Rồi đẩy thêm thố cơm bò ăn vậy hy vọng là no với cái sức ăn của cái nhóm này. Rồi đẩy thêm ly sinh tố nữa hy vọng không mập. Chuyện là ở cái nhà này ăn thôi cũng nhiều thử thách lắm á. Giống như lựa chọn ăn heo thì hay là không nè. Cái nào khó quá thì ăn hết luôn. Mà thử thách hơn nữa mấy hộp bánh sơ hở là hết. Cũng may là lúc nào cũng chừa lại cho mình một cái. Nay đổi gu qua ăn cái bánh hạt bạ chè bứ này nó mới đã. Tính ra ăn cái đó xong khỏi ăn sáng cũng được. Nhưng nghĩ lại nếu để cái bánh chà bông phô mai ở đó thì sơ hở nó cũng hết thôi. Nên phải đẩy lẹ cái bánh này để còn ăn cái món cơm gà của chị đẹp nữa chứ. Không biết các bạn coi mình ăn cái món này hoài có chán không. Còn mình thì ăn cái món này hoài chưa biết ngán luôn á. Công nhận con gà lúc nào luộc lên cũng vàng ươm nhìn thấy thèm thiệt ha. Thêm một tô cơm đầy chan miếng mắm gừng này nữa ăn bao dính luôn. Mà biết sao ở cái nhà này ăn thôi cũng nhiều thử thách không? Là vậy nè, chứ để ở ngoài làm gì còn nguyên cái hộp bánh ghiền của mình. Phải niêm phong cài khóa mới còn lại nguyên hộp này chứ. Cái thanh hạt này làm bữa xế bữa phụ hay cái bữa ăn trưa no như mình là hợp lý luôn. Mà đó giờ cũng ăn bánh của nhà hay bakery hoài. Nay có thanh hạt gạo lứt yến mạch thêm muối hồng mặn mặn ngọt ngọt nhai giòn giòn cũng dính ghê á. Để đếm coi còn 4 thanh cho 4 bữa ăn xế nữa cũng được á. Cất ở đó rồi tự nhiên nhỏ em quay qua rủ đi ăn. Mình thì đang quyết tâm ăn heo thì nhưng mà cái da vịt này nó ngon quá. Vừa giòn mà vừa béo kiểu vậy hỏi xong mà. Nên lấy miếng bánh chén quấn lại ăn cho nó đỡ béo nha. Có cái tật hay buồn miệng nên cái miệng không có hết không. Nên lúc nào cũng dự trữ sẵn mấy hộp bánh vậy đó. Phải là mấy loại bánh hạt ăn cho nó heo thì. Tự nhiên nhắc tới bánh cái cảm thấy lo lắng cho cái hộp bánh ở nhà ghê. Thôi để tranh thủ đẩy thêm dĩa cơm chiên này nữa. Rồi hớt hải chạy về. Biết trước sẽ có kết quả như vậy mà.